Ê, 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 dừng dừng, đi qua mà phải quay đầu lại anh em ạ. Hôm vừa đi qua huyện Phong Sắc thấy quả này tưởng bên Trung mới có, hóa ra ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng có anh em ạ. Phải nói là thiên đường đồ ăn vặt luôn đấy. Trung Hàn Nhật Thái có hết đủ thể loại khẩu vị, ai cũng hợp. Nịnh trẻ con, nịnh người yếu thì anh em cứ đưa vào đây là hết, hết rỗi. Nhìn cửa hàng ngoài bé bé nhưng mà vào trong nó bé thật anh em ạ. Nhưng mà sản phẩm ở trong này thì vô vàn luôn. Đi tôi đi 3 vòng ở đây rồi nhưng mà không đếm được hết ở đây có bao nhiêu sản phẩm luôn mà. Ở đây có mấy quả trà sữa mà tôi chưa thử bao giờ. Trà đào sữa nhưng mà giống sô cô la. Quả này ngon này. Xoài này giống hoa bưởi nha mẹ, nhưng nó là trà sữa đấy. Đến đoạn này tôi không biết là tôi đang làm gì nữa rồi. Nhìn giá thì nó cũng êm cho nên là mới dám nhặt mạnh tay thế đấy nha mẹ. Thề luôn, đoạn này quê mùa cực thấy ngon quá, bóc ra ăn luôn. Cả cửa hàng nhìn như sinh vật lạ ấy, đã thanh toán đâu mà ăn. Nhưng mà thôi, mất công làm thêm quả trứng anh em ạ. Công nhận quả này ăn vừa lạ vừa ngon vừa thơm. Chưa từng thấy quầy mì nào nó nhiều mì như thế. Hôm nay xính ngoại tí, cứ mì ngoại mà mình nhặt làm một thùng về ăn dần. Xúc xích chỉ chân gà cánh vịt rồi đủ thể loại luôn anh em ạ. Thôi tôi cứ bóc như thế thôi. Đây là cái giỏ thứ mấy như là 2-3 rồi anh em ạ. Nhặt mãi vẫn còn chưa được nửa cửa hàng mà. Cái gói bim bim to thế nhưng mà ở đây thuộc dạng mini size thôi. Đấy, đấy, cái gói cay to ngang cả người tôi như thế ăn bao giờ mới hết nhỉ. Giới thiệu anh em, quầy nước toàn độc lạ, thậm chí là dị luôn. Đây, bán luôn cả mắm tôm này. Nhìn tưởng bình diệt côn trùng nhưng nó lại là nước hoa quả. Công nhận cái cửa hàng này giỏi thật, nhập được quá nhiều món luôn. Cả sinh tố lúa mạch nhất chịu ấy. Anh em xem này. Thật ra là tôi vào đây tôi bị ngộp, cho nên là anh em cũng phải ngộp theo tôi. Chỗ này hình như là còn không biết là được 1/10 cửa hàng chưa ấy. Ơ nhưng mà lại rẻ anh em nhá. Chắc là hôm nay bốc bằng này đã. Về lên top top của người ta mò đặt tiếp, cho người ta ship đỡ phải mua. Top top ăn vặt nhiều nhiều đấy anh em ạ. Sương sương thôi, làm vài bịch 26 Nguyễn Phong Sắc đi qua mà không tạt vào thì đúng là phí.